Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một video về đi dạo các bạn. Thì cái này chắc mình lên núi săn cái rồi mình sẽ đi vô tìm cái đường, mà có một cái địa điểm nó rất là vui, đó là nó đi qua một cái con núi các bạn. Thì nó núi sau nhà mình đấy, núi đó là núi Vàng. Đó thì cái khu nhà mình là nó có cái núi đó phía sau á, hồi xưa nó là đợt còn chiến tranh á, thì có đánh nhau hồi xưa á. Đó thì đây là cảnh ở quê mình các bạn, thì ngay đường này cũng là thị xã rồi, các bạn thấy đường nó làm cũng rất là đẹp này, đang là công trình đang thi công. Còn phía trong này nó sẽ là cái quảng trường, cái nơi mà mọi người tối hay tới chơi vui chơi các bạn. Xăng nhiều chắc là bây giờ mình đi tới núi trước luôn, rồi xong rồi lát nữa mình đi đổ xăng rồi về sau. Đó bạn nhìn thấy nó đẹp nha. Giờ này thì vẫn còn nắng, hiện tại đó 5 giờ chiều rồi, 5 giờ 15 rồi nhưng vẫn còn nắng rồi. Ở quê mình thì mùa nắng nóng mà nó như vậy á, nắng lắm. Ở đây người ta làm gì ta? Hớt tác phải không? Hớt tác miễn phí này, đồng bay rồi shop này. Kiểu như họ mở ra đi, họ hớt tác miễn phí. Giống như là ở trên mình nó có một cái tiệm gọi là Paper Shop, thì cái tiệm đó họ sẽ cử những người mà mới học viên á, mình xuống mình cắt miễn phí cho người dân. Và tiện thể đó thì những người nào mà cần cắt tóc á, mà trải nghiệm hoặc là không có nhiều chi phí á, muốn giảm chi phí đi thì mình có thể hết tóc này miễn phí luôn. Thì một bên thì cái luyện tập được tay nghề, một bên thì được hết tóc miễn phí. Nói như miễn phí các bạn không, họ hết cũng rất là đẹp nha. Thì nói chung là cũng là tập hết, nhưng mà nói chung là ok, bạn hết ok tạm ổn chứ không có xấu đâu, nhưng các bạn cứ yên tâm. Đó thì cái chỗ này là cái đường đi lên cái chỗ núi nè, nói chung là mình đi ngang qua thôi, chứ chỗ đó không có cho người dân lên, họ đã cắm cờ cắm ở đó rồi. Đó một bên đó là cây không, đi lên nó là núi, còn bên này là phía dưới nhà dân. Nhà ngã ba này có hai con đường, nói chung đi đường nào cũng được, mà đường này lớn đường chính hơn, mình đi đường này nha. Nói chung ngày hôm nay trời nắng lắm các bạn ơi. Bệnh nhà thì buổi sáng thì làm guitar, làm gì trên guitar, làm xong. Nói chung là làm cũng xong hết rồi, nhiệm vụ kênh nó xong hết rồi, bây giờ trời nó nóng mà cũng chả biết làm gì, nó chán lắm. Nên là mới xách xe đi chơi các bạn. Đường này đường bê tông, đây là đi nó thấy cảm giác nó gồ ghề, còn dòng
Đó, thì thứ này là coi như là hết nhà rồi, cái như cái khu giữa này là núi không à, nhảy lắm, cái gì nhà hồi xưa có nhưng mà bỏ hoang này đó và sao đây cũng là cái đường lên núi này. Này có nhà thằng cu đi vào thật đạp trong đoạn này thì không có nên đi ban đêm các bạn, thì nhà vắng quá nó cũng nguy hiểm, chủ yếu người dân ở đây lên đi lấy củi rồi có con đường thông qua. Có đường xuống nè, người dân đó, đây chính là cái khu vực mà đi lên núi đó, nói chung là chỗ nó đang bị cấm các bạn, không có cho dân lên khu, là nói chung là đại loại mình cấm mình không được lên, mà cũng nó nguy hiểm lắm. À, mình sẽ chạy thẳng hết cái con đường này cho bạn xem nè. Thì tới này là sẽ có một cái khu nhà dân một bên, đây là thôn Tân Mỹ nha các bạn. Quê Việt Nam thì nó cảnh nó cây cối không, nói chung nó cũng mát lắm, trời thì nắng nhưng mà được cái là cây xanh nhiều, thành ra không khí nó trong lành. Chắc là mình chụp lại tấm hình nè.